Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 10, câu 1 đến câu 10. Đức Kitô phán rằng: Thật, tôi bảo thật các ông, ai không đi qua cửa mà vào ràng chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp. Còn ai đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử. Người giữ cửa mở cho anh ta vào, và chiên nghe tiếng của anh. Anh gọi tên từng con, rồi dẫn chúng ra. Khi đã cho chiên ra hết, anh ta đi trước và chiên đi theo sau, vì chúng nhận biết tiếng của anh. Chúng sẽ không theo người lạ, nhưng sẽ chạy trốn, vì chúng không nhận biết tiếng người lạ. Đức Kitô kể cho họ nghe dụ ngôn đó, nhưng họ không hiểu những điều người nói với họ. Vậy, Đức Kitô lại nói: Thật, tôi bảo thật các ông, tôi là cửa cho chiên ra vào. Mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp, nhưng chiên đã không nghe họ. Tôi là cửa, ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá hủy. Phần tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào. Anh chị em thân mến, đoạn tin mừng hôm nay, Thánh Gioan nêu bật mối tương quan thân thiết giữa mục tử và đàn chiên. Hình ảnh của mục tử được diễn tả rất cụ thể. Người ấy biết từng con chiên, gọi tên của chúng và rồi dẫn chúng ra ngoài. Người ấy luôn đi trước để bảo vệ và che chở cho đoàn chiên khỏi sói dữ. Rồi người ấy dẫn đàn chiên đến dòng suối mát trong và đồng cỏ xanh tươi để chiên được no thỏa. Khi chiều đến, người mục tử dẫn chiên về chuồng để rồi chính người mục tử lại trở thành cửa bảo vệ chở che cho cả đàn chiên trong đêm phia tăm tối. Để đáp lại tình yêu của người mục tử nhân lành, thì chiên phải nghe tiếng của người mục tử. Nghe đến nỗi cung giọng của người mục tử trở nên thật quen. Sau khi đã nhận ra tiếng gọi của người mục tử rồi, thì ngoan ngoãn bước đi dưới sự hướng dẫn của người mục tử. Như thế, hai thái độ chính yếu của chiên chính là nghe tiếng và bước theo vị mục tử, người đem đến cho chiên sự sống và sống dồi dào. Đức Kitô cũng dùng hình ảnh mối tương quan mật thiết giữa mục tử với đàn chiên để nói lên mối tương quan thân tình của chính người với những kẻ tin vào người. Đối với đàn chiên, vào ban ngày Đức Kitô như người mục tử chăm lo cho cuộc sống của các tín hữu, và vào ban đêm người lại trở nên như cửa để bảo vệ cho họ có được một giấc ngủ an bình giữa những rình rập của sói dữ. Như người mục tử, Đức Kitô biết từng người chúng ta, gọi tên từng người và dẫn dắt từng người bằng lời và thịt máu của người. Đồng thời, chúng ta cũng được mời gọi đáp lại tình yêu của Đức Kitô qua việc lắng nghe và sống theo lời của Đức Kitô, đấng là mục tử nhân lành đã đến để cho con người được sống và sống thật dồi dào. Xin Chúa cho mọi người chúng ta trở thành những con chiên ngoan hiền qua việc lắng nghe và sống theo lời Chúa. Đồng thời, xin Chúa giúp mọi người chúng ta cũng biết noi gương Đức Kitô trong vai trò người mục tử nhân lành để chăm lo cho những người chúng ta tiếp xúc gặp gỡ hàng ngày trong cuộc sống.